Việc làm sạch ruột thường xuyên giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, cải thiện sức khỏe tổng thể và phòng tránh nhiều bệnh lý. Dưới đây là 6 loại đồ uống từ nguyên liệu quen thuộc ở Việt Nam, giúp bạn làm sạch ruột một cách tự nhiên và dễ dàng tại nhà. 1. Nước chanh ấm mật ong Nước chanh ấm kết hợp với mật ong là một trong những phương pháp làm sạch ruột đơn giản và hiệu quả nhất. Chanh chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp đào thải độc tố, trong khi mật ong có tác dụng làm dịu và cung cấp năng lượng. hai, Nước lọc Uống đủ nước là cách đơn giản để ổn định tiêu hóa. Người trưởng thành khỏe mạnh nên uống khoảng 6 đến 8 cốc nước, tương đương 1,52 lít mỗi ngày. Ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng nước cao như dưa hấu, cà chua, rau diếp và cần tây cũng mang lại lợi ích. 3. Nước gừng ấm Gừng có tính ấm, giúp kích thích tiêu hóa và làm sạch đường ruột. Nước gừng còn giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu và hỗ trợ giảm đau dạ dày. 4. Trà xanh Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa, có khả năng làm sạch đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Hợp chất kết trình trong trà xanh giúp tiêu diệt vi khuẩn có hại trong ruột và ngăn ngừa viêm nhiễm. 5. Nước dừa tươi Nước dừa không chỉ giải khát mà còn giúp làm sạch ruột. Nước dừa có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, cân bằng điện giải và loại bỏ độc tố. Hơn nữa, nó chứa nhiều kali, enzyme và chất chống oxy hóa giúp cải thiện sức khỏe tiêu hóa. Tốt nhất nên uống nước dừa vào buổi sáng. Việc bổ sung những loại đồ uống này vào chế độ ăn hàng ngày sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, bạn nên kết hợp cùng chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau xanh, chất xơ và tập thể dục đều đặn để đạt hiệu quả tốt nhất. Chúc bà con nhiều sức khỏe! Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.